Hôm nay là mùng 2 Tết rồi nha. Dạ. Gia đình nhỏ bé đi đi đâu con? Đi chùa. Chùa Đài Loan. À, chùa Đài Loan này nói chung là rất là dễ đi. Mình đi trên đường Beach. À, đi thẳng hoài luôn tới cuối đường. Thì mình quẹo phải xong quẹo trái ngay cái đèn đỏ là lên tới chùa Đài Loan đó các bạn. Bây giờ hình như không hồi nào vẫn có quay chùa Đài Loan, chứ quên không nhớ nữa. Chắc hôm nay lần đầu tiên quá, em đi nhiều lần rồi mà cũng lâu rồi, mới bây giờ mới chơi lại, chắc hơn vài năm rồi mới giờ mới quay lại chùa Đài Loan đó nha. Đó, đây là đường Beach với đường Cà Thê là thì mình chạy thẳng xuống, thẳng 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 xuống tới cuối đường luôn nha các bạn. Mình sẽ đi qua bên tới mấy cái thành phố luôn, chẳng hạn như thành phố Stanton, thành phố Anaheim, Bonaparte chẳng hạn đó. Còn bên kia thì các bạn thấy núi nè, núi đó. À, núi trắng tuyết luôn thấy không? À, các bạn coi tuyết này trên núi này thấy không? À, núi tuyết đó trắng nõn luôn. Có khi nào có khi quay được, có khi quay không được, tại đây cái mấy cái nhà nó cao quá trên tre. Cái gì con? Yes. Don't know. We'll see. Bottom of the mountain, not on top of the mountains. À, tuyết à. Chỉ có đi freeway á mới thấy được nhiều thôi, chân này mình đi local đường này thì tại mấy nhà ở đây nó che hết rồi, thấy không? Ở đây thì mới thấy được cảnh cảnh tuyết này các bạn, đó tuyết đó thấy chưa? Thì tới đây nhà nhà nó che nữa rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đi ngang qua cái thành phố Bonaparte nha. Đó, tuyết nè, thấy là đó đó, tuyết đó thấy chưa? Rồi bị che tiếp. Chà tiếp nữa rồi. À, ở trước mặt chúng ta đó thì sẽ có một cái North Bear Farm nha các bạn. Đó, North Bear Farm có mấy cái ride nó rất là cao thấy không? Ở bên đó là North Bear Farm đó nha. Cái North Bear Farm này nói chung thì đây nè. Đó, North Bear Farm á. Chỗ này nói chung thì ai mà thích ride đó thì đi chơi được. Còn mà không có thích mấy những cái ride đó thì khó mà đi lắm. Yeah, đó nét nó perform đó coi. Thấy không? Nó có mấy cái ride mà tuột rồi ghê lắm. Đó, thấy không? Đó, có ride được, tuột ghê lắm. Nó cao lắm, ai mà không thích cảm giác mạnh nó đi cái đó thì mệt lắm, nhức đầu lắm. Yeah. Đẹp chưa? Medieval time. No, that's not outlet, baby. Đây là như cái khu gì mà sao nó đông dữ vậy ta? Nó cũng có nhiều chỗ ăn chơi nữa, nó quẹo vô. Khu mò, khu gì đó. Đằng trước thì là freeway lại đỏ nữa, trời trời đất ơi, đi nãy giờ gặp đèn đỏ không à? Đi toàn là gặp đèn đỏ không à? Nữa mình gặp đèn đỏ không à? Đây freeway đằng trước là freeway 91. Đây, mình đã đi ngang qua khu mà Welcome to Korean Town nha các bạn. Khu này là khu của Hàn Quốc, ngôi sao của lộn thao của Hàn Quốc đó. Đấy không? Đấy, vậy đẹp quá. Hàn Quốc nó có khác. Đây là khu Việt Nam của mình. Cái này thuộc về cộng đồng của người Hàn Quốc. Khu này khu Hàn Quốc mà không có thấy chữ Hàn ở đâu hết, nó để chữ bảng Welcome to Korean Town thôi. Alaskan ở đây là mình đi hết cuối đường luôn là mình sẽ tới ngay cái chùa Đài Loan nha các bạn. Cái đường này sẽ đi qua rất là nhiều thành phố. Đây. In work zone speed limit. Giờ mình lại qua tới cái thành phố khác nữa mà không biết thành phố này thành phố gì nha các bạn. Cái đường này đi qua ngang qua rất là nhiều thành phố luôn. Trời ơi, có tuyết kìa. Đã chưa? À, quá trời đã luôn. Ở Mỹ này đây, mỗi cái thành phố đó, nó đều có một cái đặc điểm riêng của nó. Xuống tới đây thì mình thấy cái ở đây thì nó thấy xanh,
đẹp không? Đây nhìn thấy cảnh tối cảnh tuyết là đã luôn rồi đó. Trời ơi có tuyết rồi, đã chưa? Trời ơi quá đã luôn. Wow. Đấy, bạn thấy không? Tuyết đó. Quá dữ luôn. Ở đây đẹp nữa, đây cũng gần gần cái núi này nè, nhưng mà nói chứ đi cái đường này đâu tới núi nữa đâu, tới cuối đường đây là nó hết rồi, còn vài vài block nữa thôi là nó hết đường này rồi. Đường beach này nó dài tới đường núi, còn đi ngược lại thì nó dài tới biển là hết. À, mình cũng sắp sửa tới rồi, tới cuối đường đằng trước chắc cỡ hai cây đèn đỏ nữa là mình sẽ tới thôi, là Opera Teriyaki King. Đây cũng có Costco nữa nè, Costco nữa không. Ê, nay mùng 2 Tết rồi mà sao thấy buồn ngủ quá trời luôn. Yeah, đi sống này về ngủ giấc cho đã. Sushi. Trời ơi, làm hết hồn đại ca. Đó, đây là mình đã cuối đường của đường Beach này các bạn. Đó, tới đây là đường cuối đường là đường YTR Boulevard. Bây giờ mình đã tới cuối đường rồi. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm xinh đa tình. Giờ thì mình quẹo phải, đây có cho quẹo đèn đỏ không? Cho quẹo, ok, cho quẹo thì mình cứ kiếm đường mà mình quẹo thôi. Đó, mình quẹo thôi. Cho quẹo thì mình cứ quẹo. Ok, bây giờ là một khi mà quẹo phải đó, tới cuối đường beach mình quẹo phải là mình sẽ quẹo trái cái đường kế tiếp nha các bạn. Có này có in and out có đầy đủ hết. Hôm nay ngoài trời có 64 độ cũng rất là đẹp. Rất là đẹp, đẹp đẹp. Gia đình của em nè, hôm nay là chơi màu xanh hết. Chơi màu xanh hết luôn. Không biết cái đường này hồi nay mấy năm trước thì nó đóng, bây giờ thì không biết nó có đóng không nữa, nó mở lại chưa nữa. À, quẹo trái cái đường này đây là mình sẽ đi lên tới chùa Đài Loan nha các bạn. Cái đường là đầu tiên luôn, nó gọi là Hacienda Road. Cái chùa Đài Loan này đây là nó nằm ở trên núi chỗ này nè, trên núi đó. Nói chung cũng sắp tới rồi. Trời ơi, nó buồn ngủ. Buồn ngủ quá. Trời ơi, buồn ngủ quá trời. Nhớ hôm qua ngủ đủ mà ta, mà sao sáng buồn ngủ, chắc thiếu cà phê. À, thiếu cà phê hay sao á, nên nó chưa đủ phê. À, tắt cái tí quay tiếp. À, bây giờ mình quẹo trong cái đường nhỏ này đây, mình sẽ chạy thẳng lên tới chùa Đài Loan luôn nha các bạn. Ở Mỹ thì nhà nào nhà nấy cũng giống nhau thôi à, cũng nhà chợt, thấy không? Khu này cũng giống hệt như cái khu dưới em thôi, chứ không có cái gì mà đặc biệt hay là khác hơn. Đó. Mình chuẩn bị lên vào trong núi nha. Núi chỗ này thì đường này thì mình chạy được chứ có 35 miles per hour thôi, 35 dặm. Giờ nó nhập là một lane. Mà không biết nó có đóng đường hay không. Lúc trước thì nó đóng đó, còn bây giờ thì không biết. Expect traffic delay, tức là nó đang sửa. Oh, Lunar New Year, ok. Đó, bây giờ thì mình lên đây thôi. Đó, lên núi này thấy chưa? Đó, núi đó. Chạy nguyên dòng núi này luôn thì cái chùa Đài Loan sẽ nằm bên tay phải nha các bạn. Ở đây thì mình cho mình chạy chừng 25-35, chạy ít chậm thôi. Bữa tối đi cái này thì nó cũng rất là nguy hiểm. Đường 35 thôi. No truck over 6.000 pound là không xe truck, mà trên 6.000 pound thì không được vô đây. Cái này giống như thôn quê vậy đó.
mình qua hết cái khúc này là mình sẽ tới chỗ Đài Loan nha. Qua cái khúc này mình sẽ tới chỗ Đài Loan. Ở trong rừng ha. Chè trúc được lâm hết. Đó. Sắp sửa tới rồi, qua cái này là mình để ý nha, qua cái này thì chùa nó sẽ nằm bên tay phải. Nó sắp tới rồi đó. Nghe nói nghe dân chơi bô sa đồn lên chùa đây phải lấy hẹn trước nó mới vô được, không biết có đúng hay không. Hiện giờ để em đi thử coi như thế nào. Hy vọng có chỗ đậu nha. Thường thường mấy ngày Tết ở đây thì nó không có chỗ đậu đâu, nhưng mà hy vọng. Lâu lắm rồi đó, mấy năm rồi mới lên lây lại đó. Có một đợt lên á, nhưng mà cái đường này nó đóng, nó không cho đi ngang qua, nên mình phải đi vòng qua cái đường khác. Sắp tới rồi đó. Nhà ở đây núi không à. Nó qua khỏi cái này là quẹo quẹo vô liền, cho nên phải cẩn thận, phải để ý. Trời, có cái biệt thự bự chà bá à. Cái gì con? You saw the part? Okay. Đó. Bên này xuống đây thì mình xuống còn có 15 mai thôi. No truck over 6.000 pounds. Đó, em đi đường vòng không các bạn thấy không? Đấy này giống như đi về quê vậy. Giống đi Big Bear luôn, Big Bear luôn á chứ. Big Bear cũng hai lane giống vậy nè. Mà đi Big Bear thì nó nguy hiểm hơn chỗ này nhiều. Ủa sao đi hoài không thấy tới vậy trời? Nhớ đi có chút xíu là tới rồi mà, hay là mình đi hố rồi. School bus stop. Mình lên trên đây rồi đó, núi rồi đó. À, xuống dốc này nè, đỏ trâu ơi, một thằng chạy ẩu. Thấy chưa, nó chạy ẩu mấy chút nó vớt con xe đạp này luôn rồi nè. Ai kêu không nhường nhìn người, Tesla chạy ẩu quá. Đó, sau khi mình xuống dốc ở đây này nó sẽ có cái chùa, đúng rồi. Trời ơi, đi mấy cái này giống như rừng núi, giống như nhớ cảnh bữa đi xuyên bang vậy đó. Ba chiếc Tesla luôn hả? Tesla ở đây đông lắm. Rồi đây có nai nha, nó để dễ con bản con nai để canh để mà nhảy qua đó. Đó, nó để con nai đó. Ban ngày thì chắc thường thường không có nai đâu. Nay thì tưởng ra buổi chiều tối ban đêm là không à. Đó, chùa Đài Loan chở kìa, đó thấy chưa, rồi đông xe nè, đó đó đông nè, đó thấy chưa. Nhà không biết cho vô không đây, rồi cái cản cái kiểu này không chắc là không cho vô rồi, nó lót đường rồi, lót đường rồi. Ủa tại sao à, xe có người dẫn đường chứ không cho vô chắc. Rồi không cho vô rồi các bạn ơi, để coi coi cho vô không. Lên. Đó. Rồi không cho vô, cấm quẹo phải luôn, chết cha không. Rồi hôm nay mình không có duyên vô chùa rồi. Không cho vô rồi. Rồi ơi, không cho vô rồi. Ủa sao bên đây nó vào vô được mà bên đây không cho vô ta? Ở đây chắc phải đậu với mấy cái khu mà hàng xóm á.
đậu khu hàng xóm đi bộ kiểu này là thua rồi, xa lắm á, trời đất ơi, kìa có cảnh sát nó kìa, dễ gì cho vô đậu. Thôi chùa này không có duyên hôm nay con ơi, nó không cho vô, có cảnh sát đậu xe đó rồi, đâu được vô đâu, dễ cơ. Không biết sao nó vòng vô được cái đường đó nữa, nó bên nó cho quẹo bên kia quẹo vô thì được, mà bên đây mình vô nó không cho. Đông lắm. Giờ thấy mình U-turn lại coi nó cho mình vô không, mà đông lắm. Trời coi ở đây này U-turn nè. Yes, kẹt xe dữ lắm, mà đông lắm chắc không tới mình đâu. Có nên đi không ta? À, đông quá à, không thích chỗ đông. Bây giờ mình đi chùa khác đi. Đi chùa khác không? Chứ đông lắm. Thôi đi đi. Khỏi đi. Bây giờ mình đi kiếm đường, mình đi chùa khác. Chứ còn ta đi bộ xuống tới đây luôn nè, thấy chưa? Chùa đông quá. Bây giờ đi kiếm bô bà uống cho rồi. You got McDonald's? No McDonald's. Ice cream taco? Yeah. Okay. Đó thì coi như năm nay đi chùa Đài Loan không có duyên, nó không có cho vô. Mà vòng lại đó thì nó rất là kẹt xe. Thôi bây giờ mình dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn kem taco đó. Trời ở đây nóng đường nó không cho vô nữa nè. Thấy chưa? Đó, chùa Đài Loan lớn lắm, cho nên ở đây đóng đường nữa nè, nó cũng không cho vô, chắc nó có cái đường này để vô nè, nhưng mà nó đóng luôn rồi nè, nó không cho vô nè, thấy chưa? Đó, chùa nó đóng chổng luôn rồi kìa, đó đóng đường hết rồi. À hả, à, bây giờ thì mình hết đường đi rồi, mình phải bắt buộc mình phải đi không có cách, nó đóng đường, nó không cho mình vô, con mình đi thì tùy theo giờ. Ơi cô, wow, có tuyết kìa, trời đất ơi, đã chưa? Ờ hả? Tuyết đã dễ sợ luôn á. Giờ chỉ có đi về thôi chứ sao giờ, định đi chùa Đài Loan quay cho các bạn xem mà không có duyên. Ở còn dưới mình còn chùa nào nữa không ta? Từ đây mình về dưới 32 mai. Bây giờ mình đi lại cái đường này đi, này nó cũng có chỉ đường nè. À, Du Xà, xong đi 60 West Long Beach hả? Ok. Wait, that's where the ice cream spot is? Yes. But there you have a candy store of it? Mm-hmm. Đó, coi như là hôm nay là mình không có duyên nha. Sao mình thấy sao con, không có duyên thì sao? Mốt mình đi ngày thường thôi. Cái chùa này nó nổi tiếng quá, nó bự lắm, nó có cái Phật viên, hai viên Phật Xá Lợi ở trong đó đó. Và đông quá, đóng đường hết. Trời có tuyết, tuyết kìa, tuyết kìa, đã chưa? Wow. Wow, có núi vậy kìa, chùa ở đã chưa? Trời ơi, cảnh đẹp quá, là trời đẹp luôn. Mùng 2 Tết năm nay tới chùa, tới chùa cũng phải có duyên mới được chứ. Ờ hả? Wow, đẹp dễ sợ. Có muốn chụp hình này không? Ừ, để đi mở máy lạnh cho con. Để đi mở máy lạnh nữa con. Trời, cảnh đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp luôn kìa. Yeah, but it's not a lot of snow. Yeah. À, bây giờ đi ăn kem ha. Yeah. Ok. Đó, không biết ở đây là nó làm gì đây ta? Trống gì đây? 100 days. 100 day.
các chơi những cái người mà gì đó của bên chiến tranh của Israel, kinh khủng quá. Đây, mình hôm nay mình đi chùa Đài Loan được, trời, đằng trước có cảnh sát chặn đường nó kìa, không biết có phải là chặn về cái vụ mà họ chợ hay không nữa. Nói chung hôm nay đi cái gì cũng đông hết. Để coi có đi được không nha. Cảnh sát đó, cảnh sát đậu chặn đường trước rồi, không biết cho dơ ở đây có chỗ đậu không kìa. Trời đất ơi, VinFast nữa nè. Rồi, đông quá. Hôm nay là ngày Chủ nhật, tầm mùng 2 Tết nên đi đâu cũng đông hết. Ôi, vừa vô tớ là có chỗ đậu là thấy vui rồi. Are you ready? Hôm nay mình đi chùa không được thì giờ mình đi chợ hoa. Kéo thuốc. Hai cho con đều xanh hết không? Open look. Xanh hết. Yeah. Ok, đi chợ hoa nha. Đó này, chợ hoa ở đường đường men đó các bạn. Chưa tới, không chịu chờ mình tới, mình quay đốt pháo cho dư, bước vô đốt pháo rồi, trời đất ơi. Đó. Cái đó Yeah, I know. Ok, mình đi chui lên đây nè. Ở bên đây được có chỗ nè con. Đi chui à. Bên đây có chỗ nè, ở bên. Let's go this way. Đây. Bánh đồng xu rồi. Đi, mình đi vòng trước đi, rồi tí đó mình thử hàng. Let's go open. Đó, đốt pháo y xèo luôn. Vui không? Có sân khấu nữa hả? Năm nay bà con ăn Tết rất là vui, nhộn nhịp nha. Đó, trời ơi, pháo mỏ. Cái mùi pháo mà phải nói là ngửi mùi pháo thơm dễ sợ luôn á. Thôi chắc pháo rồi. Đi coi. Trời, vui ha. Trời ơi, đốt pháo rồi. Pháo sát pháo rồi nè. Quá trời sát pháo luôn ha. Sát pháo tùm lum hết. Chờ nó chụp hình con oven. Stay stay. Rồi đi con, let's go. Đi đi đi. Trời ơi, pháo nổ quá trời luôn. Ồ, biết lỗ tai quá rồi. Hết rồi hả? Rồi hết rồi, chờ nó đốt tiếp con. Hết. Yeah, tiếng số. Cái hoa rồi đẹp không? Rồi đông nghẹt luôn. Đông quá, đông quá. Oh, the Cybertruck. Okay, let's go review the Cybertruck, baby. Ôi, oh, nhà hàng này nó anh bán mắt dễ sợ. Rồi, coi chiếc Cybertruck nè. Cái này màu màu nâu. Có chiếc màu trắng nữa con, để hợp được white one. Đó. Okay, go over here review. Đó nè. They do have the white one. Look at this Cybertruck. Đó. Bự ghê đó chứ. Trời đất ơi, bự quá vậy. I know. Coi chiếc xe Cybertruck kìa. No. Ủa? Xe màu này đẹp chứ. Nó có cái chiếc ơi. Đã chưa? Hả? You don't know how? Đó. Yeah, go over here.
coi chiếc xe nó lạ đó nhỉ, chứ đâu có gì đâu lạ. Đốt pháo này hả? À, mình vô đấy đi chụp hình cho con. Hôm nay không có duyên đi chùa Đài Loan nhưng mà có duyên tới đây thấy được cái chiếc Cybertruck. Thấy không? Nói chung là chiếc Cybertruck cũng nhìn cũng ngầu lắm các bạn, nhìn mình nhìn trên video thì nó thấy nó khác chứ mà mình nhìn ở bên ngoài thì nó nhìn rất là ngầu nha. Coi lại coi cái bánh xe đó là ngầu lắm. Wow. Tại sao? Đường này mình đi gọn đó. I know. Ok, Cybertruck của Tesla hả chị? Yeah, it's a truck. Bự quá trời bự luôn. Ok cô. Yeah, I got it. Nhóc này khoái Cybertruck hả con? Có nó có chiếc màu trắng nữa. Có chừng á. Pháo ngầm, nhớ hồi xưa đi lấy máy pháo không? Pháo ngầm á, đi nè. Trời ơi, đông quá. Rồi, alien đó rồi. À, và nắm tay đó đi nè con. Kìa, alien bên kia kìa. Đây. Đông người quá trời luôn. Thấy không? Cho người ta chụp hình con nhìn mọi người. Đi qua đây nè. Hả? Yeah, we here last year. Đồng quá, đồng quá. Vui không, vui không? Alim bên đây nè con, Alim bên đây nè, over here. Đây, ai cũng đứng street chụp hàng, chụp hình hết nha. Ở đây đông quá trời đông luôn. Thấy không? Đi nè con. Đi xuống dưới đây nè. Wow, đông quá trời, chiếc nhà lá này nè. Quá đã luôn. Thôi nhà lá nè, rồi đợt ơi. Có vô không? Rồi, vô đi có lên coi. Rồi, đây đông quá. Rồi, có nhà lá, hai cái nhà lá hết hả? Đây nè coi. Come on, let's go. Đông quá, đông quá, đông quá. Cái này mới gọi là đông người thứ thiệt luôn rồi đó. Hôm nay chợ đẹp cho nên bà con đi đây nó vui. Chứ mà ngay mà mấy cái chợ mà trời nào là lạnh là không có đẹp. Đó, đẹp hơn Tết nè. À, thấy Tết không? Đi con. Đây nè đó. Hoa, phố hoa. Real. Cái này là trên đường men nha các bạn, hình như chắc mở cửa cho tới khoảng đâu 1, 2, 3, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Ủa này lên chạy đâu nữa rồi? Ok. Đẹp quá. Đông quá trời đông. Không chạy xuống nữa hả? Ở đây nè. Mình tới đây là không có kịp để mà quay cái cảnh pháo rồi, chỉ thử được cái mùi pháo thôi. Không biết tí nữa có ai đốt pháo nữa không? Dạ hai cô. Ồ trời ơi, cô chú đi đây hả? Long nè. Dạ. Happy New Year cô chú nha. Đi nè con. Yes. Wow. Kim.
À, dễ thương chưa? Hôm nay mình không có duyên đi chùa Đài Loan mà mình có duyên tới đây cũng là vui rồi. Cái gì cũng vậy, nó cũng có cái số, cái định mệnh ha. Cái này đồng quá. Nắm tay đây đi nè con. Ở đây chiếc Tesla nữa, mà Tesla này nó không nổi tiếng bằng chiếc Tesla mà Cybertruck. Chiếc này là gợi cửa mở lên và cũng 7 chỗ luôn. Get a free ride! Get a free discount! Get a free coffee or boba when you sign up for better ride today! Quầy bán hàng Tết. Happy New Year, chờ mấy chiếc xe hồi xưa nè. Cái này chắc của ông Huyến đem ra đây quá. Đó, xe đẹp vào chờ con. Đó, đẹp chưa? Rồi, lên chiếc xe cho cô chụp hình con. Chiếc cúp. Con ngựa chờ này hồi xưa có đi lần chiếc cúp. Cái đó get like đó. Cái like kìa. Dạ, cái này dạy gì? Thôi đi đi. Kìa có mấy cái dù nữa nè, đó thấy không? You wanna go home? Chờ một tí đi con. Mình đi hết cuối đường rồi mình đi. Cuối đường rồi mình đi nha. Đông quá. Bởi vì như vậy mới là có không tí, không khí Tết. Đông không? Yeah. Ở khu này thì nó không đông bằng thôi cái như dưới. Ừ. Rồi hết rồi đó. Quá trời quá đó. Thấy không? Quá trời quá đất. Sài Gòn đi Thủ Đức. Còn ai còn nhớ chiếc xe lam không nè? Đấy. Đó, chiếc xe lam này. Người ta gọi là cái gì? Trên chiếc xe lam đông người vừa qua. Rồi ơi, Long Phụng nữa nè. Thấy Long Phụng không? Của nhà tài trợ lớn của trung tâm Thúy Nga đó. D&G nail á. Thấy không? Đó rồi. Chú ơi, con có muốn chụp hình với ông cảnh sát không? Ờ, chị nó ra đây chụp nè, mà nó bận quá trời. Đó. Vô chụp cho mẹ. Đó, đây là ra hết đường rồi nha. We are downtown. Yeah, we done. Hết rồi đó. Đồng quá, hết rồi. Ok, đi bên kia. Đi về được rồi đó. Ừ. Ok, đi ăn kem phải không? 2024 hả, chụp hả? Đó. Đã không? Rất là đông. Đồng quá trời. Ok, bây giờ đi qua ăn kem nha. Cơ rồi. Ngập người luôn, thấy không? Đó. Đông quá, bây giờ mình đi chờ người ta chụp hình cái coi rồi mình đi qua. Giờ mình đi ăn kem, thấy không? Trời, áo dài quá trời, áo dài truyền thuyết quá trời luôn. Đẹp ha, đó. Cảm ơn anh đi. Đẹp quá ha. Vô mua bánh xô ăn thử đi. Vô ăn thử nha. Ở đây có cái bánh đồng xu nhìn lạ nè. Mười giống như 10 sen vậy. Vô mua thử 4 cái.
ăn thử coi nó như thế nào nha. À, mua được cái bánh đồng tiền rồi, con ăn thử coi ngon không nha. Dạ. Nó có gì trong đây? Chưa tới chocolate. Hơi khét chút rồi. Ăn thử coi ngon không? Đây, lấy đi thử miếng coi. Cái này là kiểu làm kiểu như của thằng Sumi Sumi nhưng mà cái bánh loại khác thôi. À, giờ mình em ăn thử nha. Cái này là chocolate ha. You got the Nutella part yet? Not yet. Tròn. Yes, I'm there. Nếu như mà nói tới những cái bột á, cái chỗ này nó không bằng cái bột của thằng Sumi Sumi. Sumi Sumi á nó ngon hơn cái bột ở đây. Hả? Ừ, cái bột nó ngon, cái bột ở đằng kia ngon hơn. Tại vì nói chung ở đây bán 5 đồng cái bự. Rồi như lấy cái nhưng mà cái bột bánh không có ngon. À, cái này là bánh 10 xu. Cái này là 10 đồng. Cái này là không biết cái gì con? I don't know, let me try. Got the cheese. Huh? She got the cheese. I got the cheese. We can have to try the cheese. Ừ. Ngon không? Cái này là gì? Taro, khoai môn hả? Thử khoai môn. Ngon không con? It's too stretchy. Too stretchy. Còn cái này là khoai môn. Ăn thử khoai môn nha. Coi rồi, nó dẻo. Stretchy. Nó dẻo quá. Có chi á. Can you hold me daddy, it's too stretchy. Too stretchy? Yeah. I'll try. Is that cheese? Yeah. Nè con thử đi. Ăn thử giữa đường luôn nó mới ghê chứ. Nó cũng ok. Nói chung cái bột này không, nó làm theo cái cách thức của thằng Sumi Sumi. Nhưng mà cái bột này bên đây nè con over here. Nhưng mà cái bột này nó không có bằng của thằng Sumi Sumi cho nên cái mày ăn cũng là bánh này ăn cũng thường thôi chứ không có gì đặc biệt. Bột dở. Ok, coi như là xong. Nói chung là cởi áo nhanh vậy. Nói chung là cái bánh này đây em chỉ cho được như 10 điểm, em chỉ cho 3 điểm thôi nha bạn. Ở bánh này nói chung là cái bột nó... Con cho mấy điểm? 3. 3 điểm con, 3 điểm luôn hay nè. Tại cái bánh này đây, nó cái bột nó phải làm sao mà cái bột nó giống như mà Sumi Sumi á. Sumi Sony, right? Sumi Sony? Yeah. Nó mới ngon, chứ cái làm theo kiểu này đã dở quá. Thôi gia đình nhỏ bé mùng 2 Tết chúc các bạn an khang thịnh vượng, năm mới phát tài phát lộc. Và... ai chưa có gia đình năm nay sẽ được lấy có vợ. Ai đang nghèo khổ năm nay sẽ trúng số. Ai đang yếu đuối năm nay sẽ khỏe mạnh. Ok, tấn tài tấn lộc tấn bình an nhé. Ok, mưa gió khác ông bà. Ok, bye.